Vâng, thưa các anh chị em, như hôm qua tôi có thông báo rằng ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng với các anh chị em, đặc biệt là các anh chị em đang sinh hoạt tại Việt Nam, đang sinh hoạt đấu tranh cho một ước mơ dân chủ tại Việt Nam. Livestream ngày hôm nay đặc biệt tôi xin đề cập đến một hiện tượng tôi gọi là một hiện tượng truyền thông và cũng là một cái hiện tượng gọi là sinh hoạt trong giới đấu tranh, tạm gọi là đấu tranh cho ước mơ dân chủ của dân tộc Việt Nam. Cách đây 2 ngày, hơn 2 ngày, gần 3 ngày, tôi có chạy trên status của tôi một chuyển tiếp một clip video của một người bạn trẻ nói giọng Sài Gòn. Đó là anh Đặng Salomon. Nội dung của clip liên quan đến những điều phát biểu của anh Salomon, anh Đặng Salomon. Vâng, xin chào anh Thành Phạm. Anh Phạm Thành là một nhà văn tại Hà Nội. Xin giới thiệu cùng với các anh chị em sinh hoạt Facebook trên toàn thế giới. Vâng, như ban nãy tôi vừa mới trình bày là tôi có đề cập đến tôi chuyển một cái clip video, một cái livestream của một người bạn trẻ tên là Đặng Salomon. Với phong thái và cách trình bày của người bạn trẻ Đặng Salomon, tôi cảm thấy rằng tôi cần thiết phải trung chuyển cái clip video đó để như là một tiền đề để chúng ta thảo luận với nhau. Trong cái tinh thần đó, tôi cũng rất mong rằng các anh chị em đang quan tâm đến vấn đề đất nước. Chúng ta đang hành xử cái quyền dân chủ và quyền ngôn luận một cách nghiêm chỉnh. Tôi rất mong rằng trong phần trình bày này, phần trao đổi này, bởi vì màn hình rất nhỏ, có thể là có rất nhiều những câu hỏi tôi không thể trao đổi được, tôi không thể đọc được, cho nên để tập trung ý tưởng, tôi sẽ tập trung vào sự trình bày của mình. Đồng thời rất mong các anh chị em khi mà comment vào trong những sự trao đổi này, rất mong rằng chúng ta sẽ giữ một cái tinh thần, tôi gọi là tinh thần tự chế, tinh thần tự thắng trong tranh luận của chúng ta. Ở đây chúng ta không có một cái false nào cả. Ở đây chúng ta không có một ông thủ lĩnh nào cả. Ở đây chúng ta không theo ai cả. Điều tôi rất muốn chia sẻ với các anh chị em và là động lực để cho tôi trao đổi trực tiếp trên Slide Times về vấn đề này. Về hiện tượng của một người tôi luôn luôn coi rằng đó là một người đang nói lên tiếng nói của mình thay, đồng thời nói thay cho nhiều người khác. Đó là anh Vũ Quang Phận. Tôi xin phép không đề cập đến cái danh hiệu mà anh Võ Phụ Đồng, anh Vũ Quang Thuận đã nhận, tức là Võ Phụ Đồng. Đối với tôi, Đức Phụ Đồng, Thánh Gióng là một cái đạo, là một tinh thần tín ngưỡng. Vì điều đó, lý do đó, dầu rằng tôi rất không muốn đề cập trực tiếp đến tên của bất kỳ một người nào đó khi người đó đã nhận một cái danh hiệu cho mình, nhận một cái tên hiệu cho mình. Xin phép anh Quang Thuận, tôi bắt buộc phải gọi đích danh anh Vũ Quang Thuận, thay vì tôi gọi tên hiệu của anh là anh Võ Phù Đồng. Vâng, thưa các anh chị em, qua cái clip của Đặng Salomon, tôi nghĩ rằng đó là một cái tiền đề, một cái clip tiền đề để cho chúng ta thảo luận nghiêm chỉnh một vấn đề của chúng ta, vấn đề của những người đang khao khát có được những mô hình hành động và những mô hình hành động đó dẫn đến sự thành công. Ước mơ dân chủ của chúng ta, ước mơ tự do của chúng ta.
hiện tượng của anh Vũ Quang Thuận trong vòng hơn 2 tháng, từ một người tương đối gọi là mờ nhạt, anh Vũ Quang Thuận đã trở thành một hiện tượng truyền thông. Và hiện tượng truyền thông đó làm cho nhiều người có quyền nghi ngờ. Khi anh em của chúng ta ở Sài Gòn, đặc biệt là Nguyễn Hồ Nhật Thành chưa lên lưới, chưa làm một cái lifetime nào cả. Nguyễn Hồ Nhật Thành mới tụ lại năm ba anh em để trao đổi về vấn đề nhân quyền, để trao đổi về ý thức dân chủ. Và Nguyễn Hồ Nhật Thành đã bị như thế nào trong tuần vừa qua, tôi không cần thiết phải lặp lại. Chỉ từ cái hiện tượng của Nguyễn Hồ Nhật Thành, tôi rất muốn đề cập đến một cái câu mà anh Phạm Thành, tức là nhà văn Phạm Thành có gửi trong một cái, tức là có mong trong cái statue của tôi. Đó là anh Phạm Thành đề cập đến rằng anh Phạm Thành hiểu và biết rõ Đảng Cộng sản đang sợ điều gì và người ở Hà Nội đang nói những gì một cách tự do, một cách đầy bức xúc. Và anh Phạm Thành cũng đề cập đến một cái khái niệm rằng anh Phạm Thành là người biết rất rõ về anh Vũ Quang Thuận. Điều đầu tiên tôi cần phải trình bày với tất cả các anh chị em nói chung và anh Phạm Thành nói riêng. Đối với tôi, hiện tượng của anh Vũ Quang Thuận là một hiện tượng tôi coi là tích cực. Dẫu rằng có rất nhiều những anh em coi nghi ngờ, coi là một sự nghi ngờ và mang một suy nghĩ tiêu cực. Nhưng tích cực thì có những cũng có những cái tầng tích cực của nó. Tích cực tuyệt đối hay là tích cực 50% hoặc là tích cực 30%. Chúng ta từ từ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để mong rằng các anh chị em hoạt động về nhân quyền, về dân chủ cho đất nước Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta có được một cái nhìn tỉnh táo và xác thực về những vấn đề của chúng ta, những hiện tượng của chúng ta đang xảy ra chung quanh chúng ta. Trở lại trường hợp của anh Đặng Salomon, một số những người có thể là cái ngôn ngữ, cái cách trình bày của anh Đặng Salomon, tôi nghĩ là anh Đặng Salomon khoảng chừng 30, 35 tuổi, cùng lắm là 40 tuổi. Những cái bức xúc của anh Đặng Salomon không phải là không có lý. Tuy rằng anh Đặng Salomon có đề cập đến, thí dụ như là khẳng định rằng anh Quang Thuận là Tổng cục 2. Tôi không nghĩ như anh Đặng Salomon, nhưng tôi thông cảm. Bởi như ban nãy tôi trình bày, tại sao anh Phạm Thành nói rằng ở ngoài Hà Nội, ở đường phố, ở quán cà phê, người ta đều nói hoặc đều người ta có thể quyền sỉ vả về về tổ chức đảng, về Đảng Cộng sản, về chế độ, hoặc được nói như là các anh đang nói trong khoảng một tháng này, rất tự hào, rất công khai, rất là bình chân như vậy. Trong khi anh em ở Sài Gòn, tôi để lại nhắc lại chuyện Nguyễn Hồ Nhật Thành đánh tựa lưa máu me ra như vậy. Và ai là người bảo vệ, ai là người chia cái nỗi đau của những người như Nguyễn Hồ Nhật Thành? Phải chăng chỉ có những người Hà Nội mới có quyền nói về về chuyện dân chủ của đất nước, mới có quyền sỉ vả Đảng Cộng sản, mới có quyền sỉ vả ông Hồ Chí Minh? Và những người trong miền Nam chỉ hơi nhen nhóm một ý tưởng gọi là đòi một cái quyền nhân quyền cho mình thì bị đánh tưa lưa, bị đánh te tua. Phải chăng chỉ có những người miền Bắc, phải chăng chỉ có những anh em miền Bắc mới được một cái đặc quyền để nói về 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 vấn đề dân chủ, được lý luận về vấn đề nhân chủ, được trình bày tư tưởng về vấn đề dân chủ, về vấn đề tự do, về vấn đề thay đổi quyền lực của chế độ? Và người miền Nam, người Sài Gòn mở mồm ra là đập chết mẹ người Sài Gòn. Vậy chúng ta nghĩ như thế nào, chúng ta thao thức như thế nào về một cái hiện tượng trên cùng một đất nước mà có hai cái chính sách, gọi là một cái chính sách, hai cái chính sách rất là lộ liễu như vậy?
Đây, tôi gợi ra như là một câu hỏi mà thôi, không có sự khẳng định nào cả. Trở lại cái trường hợp của anh Đặng Salomon, tôi lặp lại, tôi không đồng quan điểm. Tôi không nghĩ, hoặc là tôi chưa nghĩ rằng anh Vũ Quang Thuận là một người của Tổng cục 2 hay Tổng cục 3, Tổng cục 4, cái con mẹ gì đó. Nhưng tôi chia sẻ cái thái độ và cái cảm xúc của anh Đặng Salomon khi nhìn anh em của mình ở Sài Gòn vừa mới mở mồm ra là bị giọng bỏ mẹ. Trong khi ở ngoài miền Bắc, các anh được tự do, các anh được thoải mái, và ít hay nhiều, những người làm truyền thông, những người hoạt động, tôi gọi là hoạt động đấu tranh chuyên nghiệp, ba mươi mấy năm, suốt ba mươi mấy năm qua, và đặc biệt trong vòng 7-8 năm vừa qua, đều sẽ phải đặt vấn đề rằng ai chống lưng cho các anh để các anh có quyền nói, tức là nói tưới hạt sen như vậy. Và nếu ở trong miền Nam có một cái nhóm cũng nói tưới hạt sen như vậy, thì thử hỏi những người ở trong miền Nam liệu liệu là cái đầu có phải bị đập nát giống như đầu chó hay không? Vậy một cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là ai đang chống lưng cho một thế lực, tức là thế lực nào đang chống lưng để cho các anh có quyền thoải mái trình bày những suy nghĩ như vậy, và trong những cái trình bày như vậy các anh có làm được gì cho một cái mô hình tổ chức hay không? Hay chúng ta chỉ nói thôi, chúng ta nói thật to, chúng ta nói thật nhiều, chúng ta nói thật hăng, lôi cổ cả Hồ Chí Minh xuống, lôi cổ cả Đảng Cộng sản xuống. Nhưng chúng ta thực lực chúng ta không có, tổ chức tôi chưa thấy một cái tổ chức nào xuất hiện tại Hà Nội cả. Toàn là nói, diễn thuyết rất hay, trình bày rất hay, nhưng đi vào mô hình tổ chức, đi vào căn bản của một cái lực lượng ở ngoài miền Bắc chưa có. Đây là một câu hỏi gợi ra cho các anh để các anh lường định, để tự các anh phải trả lời cho chính những cái câu hỏi của các anh, xem rằng trong các anh nó có điều gì đó mâu thuẫn hay không. Thưa các anh chị, trong trường hợp của anh Đặng Salomon, trên cái clip đó anh Đặng Salomon có đề cập đến một cái sự tai họa, một cái sự tai hại đối với cái hình ảnh là anh Vũ Quang Thuận dùng tức là dùng thánh giá trước tất cả các livestream của mình. Thánh giá mà là thánh giá khổ nạn, tức là có ông Giê-xu bị treo lủng lẳng trên thánh giá, máu me tử lừa. Cái thánh giá đó đối với người Công giáo không phải lúc nào cũng được đấy. Cái thánh giá khổ nạn nó khác với một cái thánh giá gỗ không treo Đức Giê-xu toàn tàng thê thảm như vậy. Cho nên khi đưa thánh giá khổ nạn ra, hoặc là trừ tà, hoặc là quyết tử, là thánh chiến. Nên cái lý luận của anh Đặng Salomon ít hay nhiều nó có cái lý do của nó. Và ngay cái tên Salomon thôi, tôi nghĩ rằng các anh chị em không phải là Công giáo, không phải là người Công giáo, không hiểu cái ẩn ý khi một người thanh niên Công giáo chọn tư cách cái vị trí chiến đấu và lấy tên là Salomon. Salomon là một câu chuyện của một cái huyền tích của Thiên Chúa giáo, lịch sử và là kinh thánh, là cựu ước của Thiên Chúa giáo. Salomon là một người bị tuyệt vọng, và trong một cái giờ gọi là một chàng võ sĩ bị làm đưa ra làm trò vui cho những người gọi là những người quyền bính, những người chiến thắng, những người gọi là cầm quyền, Salomon đã cầu xin Thiên Chúa để mình có được một cái năng lực, được một cái sức mạnh tuyệt đối để làm được một cái hành động cuối cùng. Và Thiên Chúa đã ban cho Salomon một cái sức mạnh siêu hình, sức mạnh siêu nhiên đó. Và chính Salomon đã có một cái hành động tử, quyết tử cuối cùng, là ôm cái cột đình và hất đổ, giật đổ cả cái cột đình. Hầu hết những người gọi là quyền bính trong cái tòa đình đó đang chờ người võ sĩ làm trò hề đều đã bị thảm tử.
cả tòa nhà sập xuống. Cho nên cái tinh thần của một người công giáo Việt Nam, đặc biệt là người Việt Nam, khi xác định tên của mình là Đặng Salomon và phát biểu về cảm xúc của mình về cái clip của anh Võ Phù Đồng, ít hay nhiều chúng ta cần chia sẻ và cần thông cảm. Công giáo Việt Nam cần những người như vậy, cần những người như Đặng Salomon chuẩn bị tư thế để bước lên cái bàn hiến tế của mình, chấp nhận chết để tiêu diệt kẻ thù. Cho nên trong một cái chừng mực nào đó, tôi nghĩ rằng cái quan điểm và cái suy nghĩ, cái cách trình bày của anh Đặng Salomon, dẫu rằng nó có đi hơi quá một chút xíu, khi tôi nghĩ rằng, đừng nghĩ rằng tôi khẳng định, tôi nghĩ rằng có thể là anh Salomon đã không đúng lắm trong cái sự khẳng định rằng anh Quang Thuận là người của Tổng cục hai. Đây là một câu hỏi được đặt ra chung với nhau. Và chúng ta cùng nhau quan sát, đó chính là sức mạnh của truyền thông. Truyền thông ngày hôm nay rất rộng, rất sâu. Chúng ta có nhiều cách để phá cái khu rừng âm u, để đi đến cái điểm mà chúng ta mong ước. Cái điểm đó chính là tự do của dân tộc, tự do của chính bản thân của chúng ta, độc lập của dân tộc và tự do của dân tộc. Và trong một cái hành trình như vậy, mỗi một người trong một cái khu rừng rất rộng như vậy, mỗi một người mang theo một cái ngọn giáo, mang theo một con dao, hoặc có những người không có dao, không có búa, chỉ bằng tờ giấy mà thôi, hì hục vẽ ra cái con đường cho mình, dọn cái con đường cho mình để đi đến đích. Tôi lặp lại, có những người có dao, có những người có súng, và có những người không có dao, không có súng, chỉ có tờ giấy và cây bút mà thôi. Và chúng ta tôn trọng nhau. Đó mới là dân chủ. Chúng ta nói rất nhiều về dân chủ, nhưng mỗi khi có ai động đến cái con đường của chúng ta đang đi là chúng ta tái dại mặt mày và chúng ta quay lại, chúng ta xỉ vả ngay. Chúng ta nói là con đường này là con đường của tao và là con đường duy nhất đúng. Đây là sự trưởng thành cần có nơi chúng ta. Bởi tôi xin lặp lại cái quan điểm của tôi, cái suy nghĩ của tôi. Một khu rừng bao la rộng lớn, muốn đi qua cái khu rừng đó có rất nhiều những cái ngõ ngách, rất nhiều những con đường, và mỗi người đi bằng phương tiện của mình, đi bằng trí tuệ của mình. Ai đến trước được điều đó là chúng ta hỗ trợ. Đó là sự may mắn của dân tộc. Chúng ta không nhìn nhau để xì vả, và chúng ta cũng không bận tâm vì cái chuyện chúng ta đang đi mà có những người khác níu áo chúng ta lại, xì vả rằng à mày đi đường sai rồi, mày là thằng ngu, mày là thằng dốt, mày là thằng hoang đường, hoang tưởng. Để đề cập đến cái chữ hoang đường, hoang tưởng, tôi nghĩ rằng clip này anh Võ Phù Đổng chắc chắn, tức là anh Vũ Quang Thận, chắc chắn anh Vũ Quang Thận sẽ theo, sẽ nghe. Và tôi mong rằng những người mang, tôi gọi là một cái sự trời cho, trời phú về sự diễn thuyết, về sự trình bày ý tưởng của mình, ít hay nhiều cái clip này sẽ làm cho anh Võ Phù Đổng có thêm được nhiều nhiều sự ích lợi. Và tôi nghĩ rằng anh Võ Phù Đổng khi anh chấp nhận được những phản biện, chấp nhận được những sự xây dựng, những ý kiến phản bác, thì đó mới là một người có thể làm được những điều tốt đẹp cho xứ sở. Ám chỉ của anh trong hơn 2 tháng vừa qua, gợi hình của anh trong hơn 2 tháng vừa qua, ai cũng nhìn thấy anh sẽ và đang đảm nhận một cái vị trí, gọi là vị trí lãnh đạo hết sức là quan trọng. Tôi mơ ước, bản thân tôi mơ ước đất nước Việt Nam sẽ có những vị lãnh đạo. Và đó sẽ là những vị lãnh đạo đứng toàn vẹn vào với cái thế đứng của dân tộc, vào với quyền lợi của dân tộc. Không phải chỉ riêng anh Vũ Quang Thuận mà còn rất nhiều những người khác ở ngoài miền Bắc có những người đang phát biểu, những sự phát biểu hết sức tuyệt vời. Thí dụ anh Nguyễn Chí Tuyến và một người khá trẻ, một nhà giáo mới đây, anh Lê Trọng Hùng. Đối với tôi, những người như anh Tuyến hay anh Hùng, tôi không hề cảm thấy một điều nào đó gọi là làm cho mình dội lại hay làm cho mình lóe lên một cái tia nghi ngờ nào hết.
Nhưng với anh Thuận, xin thưa với anh rằng ngay từ clip đầu tiên khi anh đưa lên, tôi không tránh được sự nghi ngờ. Và tôi rất mong rằng anh sẽ có một cái cơ hội nào đó anh cho các anh em khác được hiểu rằng à, anh làm việc thì anh làm việc với ai? Anh đã từng bị tù. Anh xác định là anh đã từng bị tù. Vậy thì anh bị tù bao giờ? Bị tù với ai? Và cơ quan nào bắt anh tù tại đâu? Điều này rất là quan trọng. Bởi vì có một số người cũng đề cập đến cái chuyện rằng những người đó đã là vào tù, xin lỗi với các anh, đi vào tù chưa chắc đã là một cái tấm bằng để xác định rằng người đó là người của dân tộc, là người đó là người gắn bó quyền lợi của mình, sinh mạng của mình với dân tộc. Rất nhiều người vào tù bằng cái tên gọi là người yêu nước, là chính trị, nhưng khi vào tới trong tù rồi, anh chịu đựng không nổi và anh trở thành kẻ phản bội. Không ít trong hàng ngũ của chúng ta. Và kể cả những chuyện tòa án, khi anh bước ra ngoài tòa án, anh cúi đầu anh nhận tội của anh xác định cái hành động của anh là một cái hành động phản bội dân tộc, thì xin lỗi anh, dù anh ra tù 5 năm hay 10 năm, anh có là tri thức, anh đầy tri thức hay anh là những bậc vĩ đại về tri thức, xin lỗi với các anh, bản thân tôi coi các anh là zero. Đứng trước tòa cộng sản, đầu đã cúi xuống, miệng đã thốt ra gọi là lời van xin, lời xin khoan hồng, thì khi các anh ra tù, mời các anh đứng phía sau, các anh không còn tư cách đứng phía trước nữa. Đất nước Việt Nam cần những con người có tài, đồng thời có trí và đủ động lực. Đã thừa rồi những người mang cái chuyện trí thức, mang cái danh nghĩa là ông này bà nọ, bậc trí thức này bậc trí thức kia, nhưng chỉ là một hạng vẽ vời mà thôi. Phong trào chấn hưng nước Việt, các anh đã đến lúc cần phải rõ ràng, bởi vì cho tới giờ này, suốt hơn 2 tháng vừa qua, các anh nói rất nhiều và những sự hô hào, những cái điều các anh trình bày đã có một cái lượng người đi theo khá đông đảo. Cái lượng người đi theo khá đông đảo đó đa phần là vì bức xúc, là rằng là bởi vì họ sống trong cái xã hội Việt Nam biết bao nhiêu năm nay rồi, 20 mấy 30 năm nay là không có những người nói ngon lành giống như anh, giống như anh Thuận. Và thậm chí anh Thuận đưa ra một số những khái niệm rằng những người như anh Thuận, phong trào của anh Thuận sẽ giải quyết được vấn đề đất nước mà không hề phải đổ máu. Quan điểm đó, suy nghĩ đó nó giống như một cái bánh mật, ruồi sẽ bu vào. Bởi vì nếu cũng ăn được một cái miếng thịt bò ngon, cũng ăn được một cái miếng bánh ngon mà không phải bỏ một giọt mồ hôi nào cả, đặc biệt là không phải nhỏ một vài giọt máu của mình cả, thì sẽ có rất nhiều người ăn cái miếng bánh đó, xếp hàng đứng chờ cái miếng bánh mà ta không phải đổ máu. Chúng ta đừng quên cái tình hình của Việt Nam. Đất nước Việt Nam đang được dẫn dắt, đang được lèo lái bởi một cái hệ tư tưởng là hệ tư tưởng cộng sản. Cái hệ tư tưởng cộng sản đó, cái gọi là cái tập đoàn cộng sản đó, nó không phải là uyên nguyên, nó không phải là như nhất. Các lực lượng, tôi gọi là lực lượng cộng sản tại Việt Nam, lực lượng cộng sản tại Việt Nam có 3 nhóm lực lượng. Cái nhóm lực lượng đầu tiên đem cái tư tưởng cộng sản vào Việt Nam chính là đệ tứ cộng sản, tức là những người mặt trận giải phóng miền Nam ngày hôm nay còn sống sót. Cái hệ tư tưởng đó là hệ tư tưởng đệ tứ cộng sản, hệ tư tưởng cộng sản Pháp. Và năm 1976, 1977, hệ tư tưởng đó đã bị đập gần như là nát nát vụn. Mãi tới những năm 1987, năm 1990, câu lạc bộ những người kháng chiến cũ mới bắt đầu phục hưng trở lại, phục hồi trở lại để mong ước rằng sẽ đem lại thật sự sự tự do, thật sự sự công bằng cho đất nước Việt Nam nói chung và đặc biệt cho Việt Nam nói riêng. Đó là những người mang một cái ý thức và mang một cái dằn vặt, một cái hoài vọng liên quan đến đệ tứ cộng sản. Thế lực đó là thế lực cộng sản thứ nhất. Thế lực cộng sản thứ hai chính là thế lực cộng sản Trotsky đi theo Nga. Và
thế lực cộng sản đi theo Nga đã bị đánh thê thảm. Giai đoạn 64-68 cho tới 1978-79. Vâng thưa các anh chị, hai cái thế lực cộng sản đó ngày hôm nay đều nhìn ra một cái sự thật rằng Đảng Cộng sản đang thân tàu, tức là tay sai tàu, đã hiện rõ cái bản chất tay sai tàu, nó sẽ sụp đổ. Mô hình, tư tưởng, ý thức, lực lượng, nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đâm đầu xuống hố trong những tháng tới, cùng lắm là 1 hoặc 2 năm tới. Và những người Cộng sản Nga nhìn thấy rất rõ sự đâm đầu xuống hố của những người gọi là cái tập hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày hôm nay. Vì thế, những cái thế lực mang cái tính cách gọi là tính cách Puta, tức là tính cách mang tính cách Nga Putin, đang đoàn kết nhau lại để mở ra một cái con đường sống cho chính họ. Đó là những người Cộng sản thân Nga. Những người Nga Cộng sản, cựu Cộng sản hoặc ngày hôm nay, như những thế lực của Putin, liệu có sớm hoặc là có dễ dàng bỏ Cam Ranh hay không? Bỏ Việt Nam hay không? Thưa không. Chân rết của những người mang tinh thần Nga, mang tinh thần Cộng sản Nga, mang tinh thần Trotsky, ngày hôm nay vẫn còn sống sót, và đặc biệt ở Hà Nội rất đông. Và phải chăng chính lực lượng đó đang làm bàn đạp để cho những người như anh Vũ Quang Thuận được nói những điều mình muốn nói? Đó là một sự bảo kê, đó là một sự chắn lưng. Đây là một câu hỏi, tôi không khẳng định. Nhưng tôi tin tưởng rằng các anh chị em hoạt động tại Việt Nam và hoạt động trên khắp thế giới, các anh chị em khi chúng ta quan sát, chúng ta có những điểm nhấn để quan sát, chúng ta sẽ nhìn ra vấn đề. Và một câu hỏi đặt tiếp theo rằng, nếu một cái thế lực thân Nga như vậy làm một cuộc đảo chính, thì điều đó nó có tốt cho tình hình đất nước Việt Nam hay không? Nếu như đất nước Việt Nam trôi nổi vào một cái chế độ nửa vua, nửa cộng sản như ngày hôm nay ở Nga, mà Putin đứng đầu, bị cả thế giới cô lập, thì liệu rằng đất nước Việt Nam có phải là một sự hạnh phúc hay không? Hay rằng chúng ta đút đầu, tức chúng ta rút đầu từ một cái chồng gọi là chồng cộng sản tàu, rồi chúng ta lại ân cần nhét cái đầu của chúng ta vào một cái chồng sắt khác của một cái thế lực mang cái thế lực hậu cộng sản Putin ở Nga? Tôi có gặp được một số những anh chị em, tôi gọi là anh chị đúng hơn, gọi là anh, tại Paris và tại Tiệp Khắc. Đó là những người đến từ Sài Gòn. Và khái niệm của những anh chị đó hết sức là cứng rắn. Chúng ta cần phải nắm tay lại với nhau, chúng ta cần phải trân trọng nhau, chúng ta cần phải tự trọng chính chúng ta, chính mình, chính dân tộc của chúng ta, để chúng ta liên kết nhau lại, để chúng ta nắm tay nhau lại, để giải quyết toàn vẹn vấn đề đất nước, đưa toàn bộ cái hệ ý thức cộng sản và nhân lực cộng sản vào quên lãng. Đó chính là những người từ Sài Gòn mang tinh thần đệ tứ cộng sản trao đổi với chúng tôi. Và dĩ nhiên ở một cái tầm không đùa, để cho chúng ta hiểu rằng những thế lực gọi là thế lực cộng sản, ba thế lực đó ngày hôm nay đang tìm cách cắn nhau. Và thế lực nào chúng ta cần giúp, thế lực nào chúng ta cần chung tay, đó lại là một câu hỏi đặt ra với các anh chị em. Và rất mong, rất muốn lặp lại với các anh chị em rằng chúng ta tranh luận, chúng ta thảo luận trong tư thế của những con người biết tự trọng mình và biết tôn trọng người khác. Có thể chúng ta sẽ có những cái ý tưởng trái chiều, những phản biện trái chiều, những lập luận trái chiều với chúng ta. Nhưng thay vì mạt sát nhau,
thay vì xỉ vả nhau, thay vì cố gắng chỉ bảo vệ cái của mình, chúng ta nên mở trí tuệ của mình ra, mở lòng tự trọng của mình ra, mở con tim của mình ra để chúng ta đón nhận những sự thật, đón nhận những sự nghiêm chỉnh. Từ đó mới có thể giải quyết được vấn đề đất nước. Trở lại với một cái điều lo lắng của anh Đặng Salomon về cái chuyện gọi là anh Võ Phù Đồng vác thánh giá. Tôi xin lỗi, tôi bị quen cái chữ Phù Đồng tại vì tôi thờ thánh rồng. Anh Vũ Quang Thuận đề cập ra một cái chuyện là anh Vũ Quang Thuận sẽ vác thánh giá đi khoảng 120 cây số ở Hà Tư, tức là từ ở địa phận Hà Tĩnh để đến Formosa. Tôi sẽ không đề cập đến những cái clip của anh Vũ Quang Thuận khi anh để trên bàn clip là thánh giá. Tôi lặp lại là thánh giá khổ nạn, chứ không phải là thánh giá thường, chứ không phải là thánh giá của niềm tin, thánh giá khổ nạn. Chúa của tôi treo lủng lẳng trên đó, máu me be bét. Và phía sau là anh Võ Phù Đồng với tràng hạt của Phật giáo. Tôi không bao giờ phân biệt vùng miền hay Phật giáo, hoặc Công giáo, hoặc Phật giáo Hoa Hảo hay Cao Đẳng. Bởi vì chúng ta đã có quá nhiều những giai đoạn, những năm tháng chúng ta không nhìn được nhau. Tôn giáo cũng vậy, vùng miền cũng vậy. Tại sao chúng ta không nhìn được nhau? Và nó đã qua bao nhiêu năm rồi chúng ta không nhìn được nhau? Rồi ngày hôm nay để giải quyết cái vấn đề không nhìn được nhau đó, tôi lên clip, tôi để thánh giá trước mặt tôi và tôi mang gọi là mang tràng hạt của Phật giáo. Trong vòng 3-4 tháng như vậy, 5-6 tháng như vậy, nghĩa là tôi hòa giải được tôn giáo không? Vấn đề tôn giáo của Việt Nam nó đã biết bao nhiêu những tiêu cực, trong những cái tích cực nó có biết bao nhiêu những cái tiêu cực. Công giáo phát diệm, lực lượng tự vệ của Đức cha Lê Hữu Từ, từ năm 1954 khi từ Bắc trôi nổi vào Nam, tiếp tục thành lập một cái lực lượng tự vệ do Linh Mục Hoàng Quỳnh hướng dẫn. Nhưng nó đã có những sự xuất hiện từ miền Bắc dạt vào. Một nhân vật hết sức là đặc biệt, Vũ Ngọc Nhạ. Và Vũ Ngọc Nhạ đem tất cả những điều gọi là bí mật của lực lượng tự vệ còn sót lại ngoài miền Bắc, để từ những sự bí mật đó mới chui vào được phủ tổng thống của đệ nhất Cộng Hòa, lẫn cả đệ nhị Cộng Hòa. Và cuối cùng thì chuyện gì nó đã xảy ra? Ai là người chửi Hồ Chí Minh sâu sắc nhất? Nếu không là Vũ Ngọc Nhạ. Ai là người khát khao lật đổ chế độ miền Bắc, khát khao chuyện Bắc tiến nhất trong cái giai đoạn 1960, 1958, 1960, 62, 63? Ai nếu không là Vũ Ngọc Nhạ? Và cái gọi là cái hiện tượng Vũ Ngọc Nhạ sau khi mà gọi là chế độ của Cộng hòa đệ nhất và Cộng hòa đệ nhị khi mà banh sành ra đó, thì chúng ta nhìn thấy Vũ Ngọc Nhạ là ác. Cho nên điều này tôi muốn xin như một sự trả lời đối với một vị linh mục, đó là cha Nguyễn Tấn Thọ ở một cái giáo xứ ở Đồng Nai. Tôi hết sức kính trọng, hết sức quý trọng vị linh mục can trường như vậy. Nhưng những điều mà cha đặt ra như là một nền tảng để, tức là bốn cái điều kiện để nhận định ra ai là người dân chủ, ai là người thân cộng sản. Thưa cha, đối với con, nó không thể là một cẩm nang. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta đặt một cái câu hỏi rằng nếu anh Vũ Quang Thuận thật sự sẽ bước xuống đường với một cây thánh giá, dĩ nhiên cây thánh giá là cây thánh giá to đùng chứ không phải là cây thánh giá 1 mét, ít nhất cây thánh giá đó nó gọi là vác thánh giá mà,
ít nhất nó cũng sẽ phải là 2 mét, 2 mét rưỡi. Và ở một cái vùng đất gọi là vùng đất của toàn là những người Công giáo thôi. Anh Vũ Quang Thuận vác cái thánh giá đó thì phản ứng của những giáo dân chung quanh sẽ như thế nào? Phản ứng của đức giám mục, các đức giám mục như thế nào? Phản ứng của các linh mục như thế nào? Phải chăng đất nước Việt Nam đã chết hết rồi các linh mục? Phải chăng đất nước Việt Nam các ông giám mục không hề có trí tuệ, không hề có đẩm lược, không hề có bản lĩnh, không hề có suy nghĩ, không hề thao thức vì cái chuyện Formosa? Bởi nếu có thao thức thì sẽ thay vì là ông Vũ Quang Thuận vác cái thánh giá đó, sẽ phải là các giám mục, sẽ phải là các linh mục vác cái thánh giá đó. Vậy tại sao các linh mục không làm? Tại sao các giám mục không làm mà để cho một người không phải là Công giáo vác cái thánh giá đó? Và liệu ông Thuận khi vác cái thánh giá đó, các linh mục có chạy theo hay không? Có vác những cái thánh giá khác đi theo hay không? Có mặc đồ gọi là đồ của một vị linh mục đi theo hay không? Hoặc là giám mục đi theo hay không? Thưa không. Bởi vì giáo hội Công giáo là một cái giáo hội có tổ chức từ trên xuống dưới. Nó có cái kỷ cương, nó có cái kỷ luật của giáo hội. Các giám mục Việt Nam không thể làm được điều đó. Các linh mục Việt Nam cũng không thể làm được điều đó. Và các giáo dân Việt Nam khi thấy các linh mục đứng yên, không đả động đến cái chuyện gọi là hiện tượng của ông Vũ Quang Thuận vác thánh giá như là một ngài Giê-xu của 2.000 năm trước. Vậy chuyện gì nó sẽ xảy ra? Những người Công giáo sẽ được nhìn bằng một cái nhìn rằng những người Công giáo không quan tâm đến đất nước, không quan tâm đến sinh mệnh của mình. Và nếu tôi là người Cộng sản, tức là tôi là những người cầm quyền, tôi sẽ hồ ngay 1.000 thằng dư luận viên, 1.000 thằng gọi là an ninh các ké, cởi áo an ninh ra, mặc áo thường dân, cầm thánh giá nhỏ, đi theo ông Vũ Quang Thuận. 1.000 người đi như vậy, 100, gọi là 100 cây số, nó sẽ tạo lên một cái hiện tượng, gọi là một hiện tượng rất lớn. Và phía sau cái hiện tượng rất lớn đó, nó là cái điều gì? Nếu không là cái điều chính những người Công giáo không còn nhìn được nhau nữa. Trong khi ngày hôm nay Công giáo Nghệ An, Công giáo Quảng Bình, Công giáo Hà Tĩnh đang là những người tiền tiêu tiên phong. Hãy tôn trọng họ. Việc ai người ấy làm. Ông Vũ Quang Thuận nếu ông có những dây dứt, ông có thể chọn một cái hình thái khác hơn là cái hình thái ông làm ông Giê-xu, vác thánh giá, lôi thánh giá suốt 100 cây số như vậy. Câu hỏi được đặt ra là những người chính quyền trong hoặc kép, những người chính quyền nếu họ không hỗ trợ cho, tức là không hỗ trợ ngầm cho ông Vũ Quang Thuận, thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Thưa ông Vũ Quang Thuận, ông nói là ông sẽ vác thánh giá 120 cây số. Tôi bảo đảm rằng nếu những người gọi là những người cộng sản, những người cầm quyền mà họ không, gọi là họ không hỗ trợ anh á, thì anh đi khoảng 1 cây số thôi anh bị đánh bỏ mẹ anh rồi. Và những người đi theo cũng bị đánh bỏ mẹ những người đi theo. Điều đó nó có lợi cho công cuộc đấu tranh hay không? Và cuộc đấu tranh của Việt Nam phải chăng nó chỉ là những cái cuộc đấu tranh bề nổi, gọi là bọt bèo như vậy? Phải chăng là người miền Nam hoặc là người miền Bắc không ai còn được một cái tâm thức để làm ra những cái lực lượng, gọi là những lực lượng ngầm đó? Ngày hôm nay chúng ta nói rằng đấu tranh, gọi là đấu tranh bất bạo động, thậm chí một vài anh chàng điên điên khùng khùng nói rằng, nói rất rất lớn rằng đấu tranh bất bạo động tuyệt đối. Chúng ta chỉ có thể nói được những cái câu đó, đấu tranh bất bạo động tuyệt đối, đối với những đối phương khi những đối phương đó có học thức, có văn hóa. Chúng ta không thể nói được cái chuyện đấu tranh bất bạo động đối với những kẻ khật khùng, những kẻ điên cuồng, những kẻ ngu si và những kẻ sẵn sàng uống máu người. Huy động gọi là đấu tranh bất bạo động là đưa đầu của anh em chúng ta vào chỗ chết. Không ai bảo vệ anh em khi anh em đương đầu ra một cái gọi là một cái tinh thần biểu tình đấu tranh bất bạo động như vậy.
Anh vác thánh giá 1.000 cây số hay là 100 cây số đều là một cái hành vi, thứ nhất đối với những lượng định của tôi là một cái hành vi làm tan nát đội ngũ công giáo, tan nát tinh thần công giáo. Bởi sẽ không có ông linh mục nào đi theo anh cả. Cũng sẽ không có giáo dân nào đi theo anh cả. Đặc biệt không có ông giám mục nào được đi theo anh cả. Và nghiễm nhiên nó sẽ xảy ra một cái tình trạng chéo ngoe. Người Phật giáo nhìn những người công giáo bằng một cái nhìn rẻ mạt. Và người công giáo lơ láo với nhau. Đó là cái hệ quả, gọi là hệ quả vác thánh giá 120 cây số theo cái nhường, cái nhìn của tôi, theo cái lường định của tôi. Có thể đúng, có thể sai. Nhưng đó là cái thao thức của tôi, cái nhìn của tôi, và đó là điều thao thức đưa đến tôi làm một cái clip như thế này. Vốn dĩ hiện tượng của anh Vũ Quang Thuận nó đã xảy ra gần 3 tháng rồi. Tôi im lặng, tôi theo dõi từng clip của anh. Và tôi nhìn thấy rất rõ bằng một cái vốn liếng của người đi 38 năm rồi trong cái cuộc hành trình gọi là chiến đấu, bằng đủ thình thái chiến đấu. Tôi nhìn thấy nó không có thật. Tôi nhìn thấy nó là một cái điều gì đó gần như là một sự mật ngọt. Và những người trẻ ở Việt Nam đang khao khát vô cùng có được sự thay đổi đất nước. Và đặc biệt khi sự thay đổi đó không làm tốn một giọt mồ hôi, không làm tốn một giọt máu, thì sẽ có vô vàn người chạy theo, sẽ có vô vàn người vỗ tay theo. Điều tôi muốn trình bày lại một lần nữa với các anh chị em rằng chế độ Cộng sản Việt Nam đang đi vào tử huyệt. Và cái người đưa cái chế độ Cộng sản Việt Nam vào cái mộ huyệt đó là ai? Hoặc là của những người, từ những người Cộng sản đệ tứ mà ngày hôm nay gội bỏ tất cả những ý thức Cộng sản để đứng vào với dân tộc, để đứng vào với người dân, cùng chung tay với người dân, mang khát vọng độc lập, mang khát vọng tự do, để chôn cái chế độ Cộng sản vào cái quan tài đó. Hay là chế độ Cộng sản đó được chôn giả hình bằng những người thân Nga, bằng những người thân Putin. Các anh chị em sẽ phải trả lời, không phải là tôi nữa. Hiện tượng của anh Vũ Quang Thuận nó là một hiện tượng chúng ta phải đào bới, chúng ta phải nhìn, chúng ta phải soi, chúng ta phải tìm hiểu. Chứ không phải rằng là vì anh Vũ Quang Thuận dám nói xỉ vả đến ông Hồ Chí Minh, bởi vì ông Vũ Quang Thuận dám đề cập đến Tổng cục 2 thế này thế nọ, mà chúng ta nghiễm nhiên, chúng ta mặc định coi ông Vũ Quang Thuận là một vị lãnh tụ của chúng ta, hướng dẫn đường lối đấu tranh của chúng ta, hướng dẫn tư tưởng của chúng ta. Nguy hiểm vô cùng. Chúng ta đã đến lúc không thể là những con cừu nữa. 60 năm qua chúng ta đã là những con cừu. Và giờ này là giờ chúng ta phải gọi bỏ cái tư thế của con cừu ra, để nhìn ra thật rõ cái con đường của mình, để nhìn ra thật rõ cái vai trò của mình trong cái tiến trình gọi là tiến trình giải phóng dân tộc, tiến trình tìm tự do và hòa bình thực sự cho dân tộc. Đừng nghe ai cả. Người ta nói, người ta đưa ra lý luận, chúng ta nghe và chúng ta phải tìm hiểu, chúng ta phải lượng định. Con mắt tình báo, con mắt an ninh phải nhìn ngang, nhìn ngửa, nhìn dọc, xem coi những cái thế lực Cộng sản đang có trên đất nước Việt Nam đang làm gì đối với nhau. Thế lực Cộng sản Tàu chắc chắn sẽ chết. Quan hệ quốc tế, sinh hoạt quốc tế, thói quen của quốc tế đang dần dần đưa đến sự tử vong cho Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và đây là cái thời cơ để cho những con người đã mang, tức là những con người đã mang cái ý thức Cộng sản từ những năm 1930-1940 đem vào miền Nam bằng cái ý thức Cộng sản Pháp, đệ tứ Cộng sản. Ngày hôm nay, họ mang một cái ý thức gạt bỏ tất cả những ý thức Cộng sản, kể cả đệ tứ, để đứng vào với dân tộc, tìm quyền lợi về cho dân tộc. Chúng ta chọn những người đó, hay chúng ta chọn những người đang thân Nga, đang nhìn thấy rằng cái cơ hội cho những người có một
gọi là một chút quyền lợi, một chút quyền lực của những người thân Nga để giải quyết vấn đề Việt Nam. Khi đi theo một cái khuynh hướng gọi là khuynh hướng thân Nga, sẽ có rất nhiều những người ngày hôm nay đang là tướng lĩnh đi theo. Bởi vì họ nghĩ rằng khi họ đi theo như vậy, đó là quyền lợi của họ được gìn giữ. Chế độ mới, thân Nga sẽ gìn giữ cái quyền lợi của họ. Và vì thế họ sẵn sàng đi theo. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta sẽ mất bao nhiêu năm nữa để giải quyết cái vấn nạn Việt Nam từ Cộng sản Tàu sang Cộng sản thân Nga, và từ Cộng sản thân Nga sang với đúng cái vị trí của dân tộc Việt Nam độc lập, tự do. Cho nên điều muốn chia sẻ với nhau rằng chúng ta đang có song song với cái hiện tượng của anh Vũ Quang Thuận, là một cái hiện tượng tôi gọi là cái phong trào lên tiếng. Sự lên tiếng của các anh chị em hết sức là đặc biệt. Kể cả đối với sự lên tiếng của anh Vũ Quang Thuận đang là một hiện tượng hết sức đặc biệt. Và của những người trẻ ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, ở Na Uy, ở ngay tại Việt Nam hoặc ở Mỹ, những anh chị em trẻ đã lên tiếng nói chính thức của mình, phơi mặt mình ra, trải lòng mình ra, đem trái tim của mình ra, đem trí tuệ của mình ra trên màn hình để tạo ra một cái phong trào gọi là phong trào hoa nở về truyền thông. Đây là điều hết sức tuyệt vời, và nó sẽ thu ngắn cái con đường giải phóng đất nước từ 4-5 năm hay 2-3 năm, nó sẽ còn rất ngắn, thậm chí chỉ là 1 năm mà thôi. Các anh chị em, đặc biệt các anh chị em trẻ, hãy tiến hành, hãy tiếp tục khai triển cái phong trào ấy, tức là cái phong trào lên tiếng đó. Và tôi gọi là cái sức mạnh hoa truyền thông đó. Cái sức mạnh truyền thông đó, nó đang đơm hoa, nó đang nở hoa. Rất mong các anh chị em hãy như anh Vũ Quang Thuận thẳng thắn trình bày quan điểm của mình, dù rằng mình có đằng sau gọi là che chắn hay là hỗ trợ đằng sau hay không. Nói như vậy không có nghĩa là các anh chị em trẻ không có ai đứng đằng sau cả. Chúng ta có cả một cộng đồng dân tộc, và cộng đồng dân tộc đó có những người ở trong nước, có những người ở ngoài nước. Thậm chí các anh chị em nếu bị bắt vào tù, anh chị em hải ngoại sẵn sàng và hạnh phúc nuôi, gọi là hỗ trợ để nuôi nấng con em của các anh chị. Đây là sự chia sẻ chung với nhau. Và những người cầm quyền liệu họ có còn dám đánh các anh giống như ngày xưa đánh chúng tôi hay không? Giống như ngày xưa cùm kẹp chúng tôi hay không? Không. Những người cầm quyền gọi là cái bọn dưới cặp quần, thì chúng nó không đủ ý thức để nhận ra rằng cái quan tài đã mở sẵn để cho chủ nghĩa cộng sản Việt Nam phải chui vào trong cái quan tài đó, và nhân dân Việt Nam sẽ đậy nắp cái quan tài đó lại, sẽ đổ đất lên trên cái quan tài đó. Cái bọn an ninh cặp quần nó chưa nhìn ra, nhưng những cái bọn từ rốn đổ lên đều đã nhìn ra rồi. Và trước đây 1 năm thôi, chúng nó hí hửng rằng tài sản cướp được chúng nó sẽ đem được sang bên Mỹ. Nhưng ngày hôm nay tất cả chúng nó đều đã nhìn thấy rất rõ rằng tài sản của chúng nó không đem đi đâu được cả. Bởi vì đem đi đâu cũng sẽ bị truy thu. Và chúng nó sẽ phải đứng trước tòa. Đứng trước tòa của một đất nước Việt Nam, của một dân tộc Việt Nam đầy tự trọng và đầy bản lĩnh. Phiên tòa nó sẽ sắp hiện không lâu đâu, và đến lúc đó công hay tội của những người như tôi, của những người như anh Vũ Quang Thuận sẽ phải bị phiên tòa ấy xét xử, không ai trốn đi đâu được hết. Kể cả những người ngày hôm nay nhân danh dân chủ mà làm bậy về dân chủ, nhân danh dân chủ để kiếm những cái bạc cắt, đồng bạc cắt cho mình, hoặc nhân danh dân chủ để chuyển đất nước vào một cái hệ, gọi là một cái hệ quyền lực của Nga. Tất cả các anh chị em đều sẽ phải đứng trước vành móng ngựa của cái phiên tòa đó. Tại sao tôi có cái sự trình bày nó khá là, tôi gọi là khá là gay gắt đối với anh Võ Phù Đồng?
Tôi chỉ xin trình bày tôi gọi là những cái thời gian, tức là hơn 2 tháng trời, nó đã xảy ra rất nhiều những cái clip của anh Võ Phù Đổng, tức anh Vũ Quang Thuận, clip trực tiếp. Tôi nhấn mạnh clip, tức là livestream trực tiếp. Khi đầu ban đầu anh Vũ Quang Thuận lên tiếng nói tương đối là bình thường. Tương đối đó là những cái tiếng nói của một người có một số những thao thức. Nhưng đến khi anh Vũ Quang Thuận làm một cái gọi là một cái livestream với một cậu Việt Kiều, tôi để trong ngoặc kép cái chữ Việt Kiều Mỹ, người thanh niên từ bên Mỹ về, trong clip tham, tôi nhấn mạnh là clip tham, đầu đội một cái mũ cast và nói những câu chuyện, nói những cái sự phát biểu về một cái ý đồ, về một cái phương hướng là thay đổi chế độ, làm thay đổi chế độ. Bình thường chỉ với một cái clip đó thôi, anh Vũ Quang Thuận đã phải vào nhà đá. Và anh chàng Việt Kiều kia sẽ bị tống xuất ngay tức khắc. Vậy thì tại sao clip ấy và tiếp theo sau clip ấy, anh Vũ Quang Thuận vẫn hết sức là thoải mái, được đi tiếp cận với nhiều những người khác, được đi nói chuyện với những nhiều người khác. Tôi gọi là cái nghi vấn về anh Vũ Quang Thuận, cái clip đó là cái clip bàn đạp số 1. Cái clip gọi là clip bàn đạp số 2 là clip Vạc Thanh Giả. Và từ đó các clip của anh Vũ Quang Thuận đều để trước mặt mình những tượng, tức là tượng thánh giá khổ nạn, song song đó đeo tràng hạt, đại tràng hạt của Đức Phật Thích Ca. Tôi coi đó là cái clip bàn đạp thứ hai để đặt nghi vấn với anh Thuận. Clip bàn đạp thứ ba liên quan đến một cái clip cuối năm. Anh Vũ Quang Thuận đề cập đến Đảng Việt Tân với một cái nhìn hết sức là trân trọng, hết sức là kỳ vọng. Tôi nghĩ rằng những người như anh Vũ Quang Thuận hoặc những người như anh Lê Thăng Long ở trong Sài Gòn, anh Lê Công Định ở trong Sài Gòn, tức là những người mà anh Vũ Quang Thuận nói rằng đó là những người hoạt động chung với anh ấy trong cái mô hình gọi là phong trào chấn hưng nước Việt. Thì tôi nghĩ rằng những người như ông Lê Công Định hay những người như ông Lê Thăng Long đều đã phải biết rất rõ về tổ chức Việt Tân họ như thế nào. Và tại sao cộng đồng người Việt tại hải ngoại mỗi khi đề cập đến Việt Tân là đều khựng lại hết. Đây là một cái yếu tố tôi muốn gọi là yếu tố đoàn kết tại hải ngoại. Đem cái chữ Việt Tân ra tức khắc sẽ gây mất đoàn kết tại hải ngoại. Điều tôi đang nói, một số anh chị em có thể nói rằng là tại vì tôi thù ghét, tôi căm thù Việt Tân. Thưa tôi lặp lại với các anh chị em, tôi chưa bao giờ căm thù Việt Tân. Nhưng tôi cần phải chỉ mặt tổ chức Việt Tân, để chính những người của tổ chức Việt Tân phải biết thay đổi, phải biết nhận ra mình đang đứng ở đâu, mình làm việc với ai. Cái clip bản lề thứ tư, tôi gọi là clip bàn đạp thứ tư để tạo cho tôi một sự nghi vấn. Và tôi nghĩ không phải là chỉ có chúng tôi, mà là nhiều những người khác nữa. Đó là anh Vũ Quang Thuận mặc trên người đeo mũ lễ của quân phục Quân đội Nhân dân Việt Nam. Mà khi đã mặc như vậy đó, quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam nó chỉ khác gọi là Quân đội Nhân dân Trung Hoa, tức là Quân đội Nhân dân Trung Quốc, nó chưa tới một nửa của 1/10 nữa.
nhìn vào những người quân đội, những cái bộ quân phục quân đội của quân đội và công an của Việt Nam đứng bên cạnh quân đội của Trung Quốc. 100 người đến 99 người sẽ lầm lẫn, không thể nào nhận dạng ra được à, thằng nào là Việt Nam, thằng nào là Trung Quốc. Tại sao? Tại sao lại xảy ra cái chuyện như vậy? Quân đội Cộng sản Việt Nam, quân đội Việt Nam có phải là tay sai của quân đội Trung Quốc hay không? Quân đội Cộng sản Việt Nam có phải là quân đội cùng một màu với quân đội Trung Quốc hay không? Vậy tại sao ông Vũ Quang Thuận mang trên đầu và kể cả quân hàm, quân tức là lon lá đem ra khoe, đem ra trình bày trước mặt mọi người. Trên nguyên tắc gọi là quân phạm, trên nguyên tắc gọi là luật pháp, những thằng Đảng Cộng sản Việt Nam nó có thể, nó có quyền gô cổ Vũ Quang Thuận vì cái chuyện Vũ Quang Thuận đã lên trên clip công khai dùng và sử dụng, tức là sử dụng quân trang quân phục của quân đội nhân dân Việt Nam cho một mục tiêu, cho một mục đích là thay đổi chế độ, lật đổ chế độ. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam lại để cho ông Vũ Quang Thuận được ngang nhiên làm cái hành vi đó? Ông Vũ Quang Thuận là gì? Để cho Đảng Cộng sản Việt Nam, để cho những thằng an ninh tổng cục 1, tổng cục 2 cái mã mẹ gì đó nó sợ ông Vũ Quang Thuận đến như thế. Đây là một câu hỏi. Và nó là một cái câu hỏi cuối cùng đặt ra với nhau để cùng chia sẻ với các anh chị em. Và tôi lặp lại, đây có thể là một cái tiền đề thứ hai, cái clip thứ hai để cho ông Vũ Quang Thuận có cơ hội nhìn lại mình và biện giải lại với công luận. Tôi xin lặp lại, bản thân cá nhân tôi nghi ngờ ông Thuận, nhưng tôi vẫn trân trọng, bởi vì biết đâu ông Thuận đúng. Rất mong các anh chị em ở trong và ngoài nước chúng ta quan sát thật kỹ hiện tượng của ông Vũ Quang Thuận, không còn là của cá nhân ông Vũ Quang Thuận nữa, mà hiện tượng của ông Vũ Quang Thuận nó liên quan mật thiết đến con đường của chúng ta đang đi. Đó là con đường để đi đến mục đích tự do cho dân tộc, dân chủ thực sự cho người dân Việt Nam, độc lập thật sự cho dân tộc.